đây là xuống cảng An Thới phải không ạ? Dùng 5 hải quân nè. Ồ, vậy là nó đây kêu ngã ba Công Vinh thì năm ngã ba Công Vinh nó chị nhớ hả giờ mà dẫn con nha. À, lúc đó còn dám quay ngoài đâu có đâu mà gì đâu có gì đó hả đây bên ngoài đồn biên phòng 750 đồn biên phòng 750 làm không sợ gì hả dạ không chị mới mốt đi á mình có đi lại mình cũng giải nó chị nhìn lên cái video cũ của mình á nó nhìn lại đường cũ cái nhỏ với lại nhìn lại lâu lâu nhìn lại nó thấy nó vui chứ mà chứ anh đi bây giờ như xưa là khác hẳn không anh đúng không. PCMS là bên tay phải cảng mới. Ồ, cảng mới. Cảng anh thấy cái làm hoành tráng quá anh. Chỗ này mình đi chùa Hậu Quốc hả chị? Đâu? Mưa rồi đó. Cảng PCMS ngày xưa. Mưa rồi, này mưa luôn không hả? Ghé không? Ghé đây chỗ gì không? Ghé không? Ghé đây chỗ. Nhà tù á. Không, bây giờ quay qua chùa thì có chạy ngang lại cái nhà tù không? Con hỏi mẹ mẹ đi Phú Quốc thì cái nhà tù đó làm sao thấy không thấy không nó kêu bằng nhà tù cây dừa đâu thấy cây dừa nào đâu trời thì đó nhà tù đó đó là nhà tù cây dừa vậy là ngày xưa trồng nhiều dừa lắm anh hả
Ủa anh, cái này ở đây nó không lập cống hả ta? Có mà nó ngẹp. Ngẹp chợ bên phải thôi. Vô cũng luồn giống chợ mấy chợ kinh gặp mình. À, giống ở Tăng Hiệp của mình đó anh. Có cái chợ. Cái gì nó cũng bán hết trên trời, có đầy đủ. Anh ơi nó bán hôm anh ơi thấy bán không trời. Sao thấy cái vô cái chỗ nào cũng có cái cổng hết trơn, cổng chào. Ngày xưa có cái cổng tham quan mình thôi. Cảnh này giống ở chùa ở trên Bắc Thảo Sơn Trà, Đại Giang vậy luôn nè. Cổng chùa rồi nhìn lưng thì tựa núi, mặt thì núi liền. Cái chùa thượng trọng thì đi bên kia. Đó là phong thủy. Đoạn đường leo nheo luôn này. Tự nhiên cái đường đang chạy ngon ngon nó vô cái đường trước quá. Xấu thôi. Này dốc cua sáu ngày xưa. Dốc cua sáu ngày xưa. Dạ. Ủa có nhiều cái tên là lão ha. Tên gọi ngày xưa của người ta. Dạ. Đây. Ủa anh mà bây giờ nó có cái địa danh nào mà cũng có nghĩa là ở đây nó còn ghi nó à đó kìa, cua sáu rồi. Dạ. Dốc cua sáu. Giống như là ở vùng chỗ mình nó có nhiều cái địa danh mà chỉ có người địa phương mới biết thôi, như để nói Tăng Mau Viên cái về hỏi mẹ, ủa Tăng Mau Viên ngày xưa là có cái gì cổ. Qua đoạn này thì quá trời đẹp.